Cái gì đấy con? Đẹp không? Em để vào đây, con để cái dép vào đây. Rồi, bút cắt cho. Đi ra đây xem nào. Đi ra đây. Được, nó đang buộc. Nghe lên mẹ xem nào. Mẹ mày tháo cái này ra. Rồi đi đi. Đi đi. Đi ra đây. Dẹp dẹp đẹp mà. Đi dẹp. Đi đây đấy à. Nữa anh nó có cứng không? Rồi. Hả? Thế rồi. Được rồi. Nó để giày ra kia cơ mà, để dép ra kia cơ mà. À à. Tuột ra rồi, đi vào đi con. Đây, muốn không tuột thì đi cái này vào. Đây, từ từ. Bỏ chân ra. Đấy. Nào, cái này nữa. Đi đây này phải ấm đấy. Rồi đi. Đi sở vào đấy. Đi. 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 Không. Thôi. Ông bẻ bắt. Sao? Là ông ấy bắt trẻ con kìa. Sao? Đi về đây. Tôi đi mua đồ đấy được ngựa nhanh. Bố có mua gì không? Bố có mua gì không? Không. Nhìn thấy cái gì con? Cái gì đấy? Sữa à? Sữa. Có sữa đấy à? Đi. Thích chưa? Đi luôn. Thích chưa? Bê lên. Cho bố đi, cho bố đi. Bê lại, sao nó bê. Bê ra kia. Bê ra đây, trả tiền. Đi đâu á? À? Đang này các bạn. Bê ra đây để trả tiền. Đặt lên đây. Đặt lên bàn này. Cái gì đấy? Sữa. Sữa à? Ồ. Đâu rồi? Hết rồi con ạ, hết rồi. Cắt đi. Tao cầm cho. Về nhà rồi uống nha. Về nhà rồi uống nha. Đây, đây đây. Ô, ấy là ống hút rồi.